1, 2, 3, 4, 4 khe PCI Express để chúng ta có thể cắm được đến 4 cái cạc cùng một lúc các bạn ạ. Đó, em vào đây các bạn nhá. To đúng luôn, chật cả cái bàn. Và nhân vật chính của chúng ta là một cái trong cái hộp to này và một cái trong cái bé xíu này thôi nhá. Vẫn còn nguyên seal của bên Viettel này. Bên Viettel giờ nó hay thu lại cái pin ấy. May là còn cái seal này, không phải mấy bạn lại bảo mình tự đóng hộp có view giống cái bạn gì hôm nọ à? Mua cái cây 2 triệu bảo tự đóng hộp có view, dỗi việc đâu đóng hộp có view. Đấy, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn này. Vẫn phải mở nữa nha. Ôi, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn này. Nhìn phê không? Để mình để gọn mấy cái này xuống rồi chúng ta cùng xem nhá. Bừa quá. Đấy, MSI X99S Gaming 7 các bạn nhá. Gaming 7 gần như là phiên bản cuối cùng của X99 trong đời của MSI rồi. MSI chỉ có Gaming 3 này, Gaming 5 và Gaming 7. Mặt sau thì có tem siêu ốc này các bạn này. Đấy, tem siêu ốc à. Các bạn nhìn nó hầm hố không? Cầm cực kỳ lặng luôn. Với 1, 2, 3, 8 khe RAM. Cái tản nhiệt này, cái tản nhiệt dày cộp. Mền nhìn sắc đẹp không? Bây giờ quan trọng là chúng ta sẽ mở ra xem cái socket này nó còn nguyên không. Mở ra xem cái socket còn nguyên không các bạn nhé. Đấy, socket của chúng ta đây các bạn nhé. Chân socket còn nguyên này. Đẹp không? Mền phê quá các bạn. Cầm nó ở tay cảm mới cảm thấy thích cơ. Chứ còn nếu mà các bạn nhìn ở ngoài thì chắc là chưa cảm nhận hết được đâu. Em nó cực kỳ phê luôn. Cổng USB này. Sao thì sao mạ vàng em nhé. Sao 7.1 mạ vàng này. Các cái cổng USB này. Chân này chân dưới rất là đẹp luôn các bạn này. Rất là nhiều USB. Đó. Công nghệ audio boot này. Đó. Chạy. Úi dồi. 1, 2, 3, 4. 4 khe PCI Express. Để chúng ta có thể cắm được đến 4 cái cạc cùng một lúc các bạn ạ. Có luôn cả cái nút OC ở đây này. Đấy, nút power list reset sẵn ở đây luôn nha. Có cả đồng hồ để check code này. Ui, Santa thì nhiều vô đối. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 cổng Santa. Đó, phây tụ kìa. Phây tụ các bạn nhìn nhá. Phây tụ này nhìn thì chưa phê như cái con X99 của Taichi hôm nọ đâu. Nhưng mà nhìn cũng rất là nhiều này. Một dãy này luôn. Mình nhìn sơ qua chắc tầm khoảng 10 phây. Nhưng mà nhìn nó không, cái phần bên ngoài bố trí nó không được đẹp như của con Taichi. Con Taichi nó nhìn nó như băng đạn ấy. Mặt sau là tất cả những cái công nghệ nổi bật của cái đời X99 cho MSI nào này. AMD Code File này, Livasi này, Sound Cinema này. Và cái cặp mạng này hỗ trợ chống giật lag này. Cái công nghệ bảng mạch này thế hệ đời thứ tư này. Manti Tari Class 4. Đó, mình đọc tiếng Anh là hơi chối một tí nhưng mà thật ra thì đây là phiên bản cuối cùng high-end của dòng X99 của MSI sản xuất các bạn nhé. Phê thôi rồi, để mình bỏ này xuống cho các bạn nhìn này. Phê không? Cầm nó lặng trịch luôn. Nhìn rất là đẹp, đã lắm các bạn ạ. Cầm nó trên tay nó mới đã ra, con này mà đóng vào main thì nhìn nó phê đôi mình hỏi. Đó. Và để đi kèm được với em này thì mình đã đặt mua thêm một cái có CPU. CPU trong này này. Ta sẽ cùng mở hộp để xem CPU là gì nhá. Cái này là một cái quạt hút này các bạn này. Cái này quạt hút thôi, không phải quạt tản nhiệt này. Ok, cái này chúng ta bỏ qua một bên đi. Có tặng kèm luôn cả ốc này. Đấy. Thì CPU của chúng ta đây các bạn này. Đấy. Nhìn các bạn nhìn chưa? Con này là con Xeon E5-2620V3 xung 2.4. Cả combo này nhá. Cả combo này trị giá là 3.650.000. 3.650.000. Cái main thì mới giá trị các bạn, còn con chip này chỉ là đặt cho có thì chạy được thôi, sau này nâng cấp sau. Và mình sẽ so sánh cái combo này với cái combo X99 Taichi để xem cái hiệu năng của con Xeon này so với con i7 là như thế nào nhá. Các bạn chờ một lát thì chúng ta sẽ chuyển sang bài so sánh. Is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language.
work back there. I'd be dead if it weren't for you. We gotta get back, but we gotta be smart. We don't know who we can trust. Fucking Nancy. Oh no. Oh no. They got the roads blocked. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Ha ha, loco! Any ticket we get gonna go on that fool license. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Come on, Frank! Yeah, yeah, yeah. Right, homie. Shit, yeah, come on, homie. We going right. But I hear you. Up here, through the studio. Let's go.